Quay thì quay đi, nhỏ chân vô không ta. Mới mốt mà ông mà ngủ một thằng ấy rồi là tới chuyện với tôi rồi. Nói mà tôi mới ngủ một chút rồi. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì giấc này trời ngoài đây đang mưa mọi người. Bà Thấm bà đang ngủ ở trong á. Bữa nay em sẽ có cái màn cho cho bà Thấm mọi người chơi cái trái chanh này, nặng vô miệng bác coi sao nha. Bây giờ mời mọi người theo chân em nha. Chỗ ngủ lại chưa? Học hồn nhỏ mấy cái hộp đâm đạp cái mấy cái chót hết thôi. Thấy mà ngủ ngon quá cho anh chơi. Buồn buồn thấy ngủ ngon quá khá chơi chứ làm gì đâu. Miệng gì ngủ bé miệng hả? Miệng chuối gì đó chua quá. Ngủ ngon nha. Trời mưa lắc gắt thì đủ thứ nào còn hay chứ. Nói chuyện rồi chỗ ta ngủ rồi, nhỏ chanh hồng đó là anh như này. Ông chê chưa đủ chua hả? Thấy ngủ ngon quá, ngủ tiếp đi. Ngủ gì đâu đó. Đã hay tỉnh hồn rồi chơi chứ. Đang ngủ mà viết cuốn tranh cho tỉnh hồn rồi mọi người. Nhắc này không kiếm gì quay nằm đi ngủ. Ngủ chết vậy đó. Khủng quá gì á. Hết chuyện chơi. Thức chị không hay rồi, thức chị không biết ai nhưng mà trời chăng thấy ngồi vòng 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 ngủ nữa chạy. Hay thiệt chứ. Chị ấy ngủ không chết nha, tự nhiên ai cái gì chua chua rồi. Ngồi vậy quay qua lại ngủ nữa, hay hay. Chăng gì đâu chua với thần như trời. Tỉnh không á. Tỉnh đi, tỉnh ngồi gì kiếm gì clip nè bà nội, tỉnh tỉnh. Ông ơi, ngủ một bữa không được á. Bữa vừa clip mà không nhận trời mà mưa lâm râm lâm râm thì ngủ thứ gì còn không người đã thiệt chứ. Râm đi chỗ khác nha, kiếm gì quay thì quay đi, nhỏ chân vô không ta. Mới mốt mà ông mà ngủ một thằng ấy rồi là tới chuyện với tôi rồi. Nói mà tôi mới ngủ một chút rồi lại nhỏ chân.